Dòng sinh lực lên. Hai. Chuẩn bị. Chuẩn bị. 18. 18 nhảy 18 nào, 17 cũng được. Nhảy nhảy. 10, trời ơi, 10 vẫn còn tiếp tục. Chào mừng trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là ghép khí linh cho anh Top ở server S47. Thì được sự tin tưởng của anh Top S47 thì hôm nay mình sẽ làm một cái giáo án khí linh nha. Thì rất nhiều anh em ấy sẽ hỏi là ép khí linh ấy anh có nhận ép hay không. Thì thực sự là đa số mình sẽ không nhận. Tại vì ép khí linh ấy nó đòi hỏi cái sự hên xui rất là nhiều. Giống như có ngày ép hên đi, có ngày ép xui. Và khi bạn ép ấy, nó sẽ bị một cái tâm lý là nó kiểu mà khó chịu ấy, làm cho mình không có làm những việc khác. Nhưng mà nếu mà anh Top nào yêu cầu, nếu mà ủng hộ mình nhiều ấy, nạp giống như nạp vài chục hay vài trăm ấy, thì yêu cầu ép giùm ấy, thì mình sẽ ép cho anh em nha. Thì tất nhiên ép khí linh các bạn phải có kinh nghiệm này, phải có sự may mắn, và cuối cùng các bạn cần có nhân phẩm nha anh em. Có nghĩa là phải ép đúng phong thủy, có nghĩa là phải xem coi giờ nào ấy ép nó hơn nha. Chứ nhiều khi có nghĩa là bạn đúc một cái bạn nhảy bật hơi là bạn ăn, còn nếu mà không nhảy bật ấy là nó xui lắm. Thì liệt việc đầu tiên thì mình sẽ mua 100 viên nha. Đây mình anh Top để sẵn 19k là mua được 100 viên 7 nha. Mình hôm nay mình sẽ ép 100 viên 7. Thì nếu ép lãi thì hôm sau mình sẽ ép 200 viên cho anh em. Thì anh em ép, anh em hơi nhìn những cái khúc nào ấy mà các bạn cảm thấy mà đúc lên ok ấy, thì các bạn có thể làm theo. Thì mình khuyên anh em là nên mua. Còn anh em là thích mạo hiểm thì nên ép nha, tùy mọi người. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có nạp thẻ SIM để các bạn tự nạp Slowbay vào ngân hàng với tốc độ siêu nhanh và lên tới chiết khấu 9%. Và mình sẽ nhận trung gian đảm đến tất cả những sản phẩm của VinGy, cũng như những thu mua bán kim long khí linh on server và những lớp bóc kiếm tôm chỉ với giá 140k cho một miếng. Và mình sẽ nhận tư vấn trao đổi với anh Top về các vấn đề ở trong game. Thì nếu anh Top nào không hiểu cái vấn đề nào thì cứ liên hệ mình. Và các bạn cần mình làm video về môn phái nào cũng như là vấn đề nào cứ comment giúp mình. Và đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình nha. Thì bây giờ sẽ không đợi nào đâu nữa, mình sẽ mua luôn. Thì các bạn lưu ý là thường thường ấy, các bạn nên mua, giả sử như đa số mình thấy là anh em mua cái phiên cao ấy tách ra để lãi hơn. Nhưng mà mình khuyên anh em thật lòng ấy, thì chỉ nên mua cái phiên thấp ép lên. Và ép lên rồi các bạn đừng có nên tắt. Tại vì tắt ra rồi ép lên nó giống như là nó bị ám hay sao á, nó xui lắm. Nên em mua cho mình đây. Mua thẳng luôn 100 viên. 100 viên cho tôi. Về được 100 viên thì còn 53 kim long. Trời, không có kim long hồi luôn. Để mình coi còn gì nữa không nha. Thì mình sẽ cho người xem server của anh Nasu nha. Thì đầu tiên top 1 sẽ là anh mũi đốt inox. Anh Top này nạp cũng khủng nha anh em. Anh mũi đốt inox này nạp chắc cũng phải mấy chục đi, mấy trăm triệu chứ anh em. Tiếp theo là Quách Tỉnh, Nát Suốt này, anh Nát Quỷ này, Tư Mã, Gia Nga, Hạ Phủ Đại Đế. Thì bây giờ mình sẽ ép luôn nha. Đây, chuẩn bị vào thôi anh em. Cần gì mà phải sợ đây. Đầu tiên cái phim 1 thì không thể nào đúc lên được rồi, phải ép cái phim 1 luôn. Ủa cái phim 1 đâu rồi? Cái viên 1 đâu, lấy cái viên 1 cho tôi. Đúc lại nè em ơi. Chuẩn bị mới vào thì chơi luôn. Sợ gì mà không chơi. Lên. Tên tên lên được viên 5. Thì lên được viên 5 thì các bạn tiếp thôi. Sợ gì vết bẩn này. Lên. À, trời ơi, rồi một viên rồi. Một viên đã về với các bụi. Tiếp tục luôn em à. Lên. Cho viên 5 nữa. Trời, một lần sau không cản ngăn được các bạn, đúng không? Hai lần được viên gì đây? Ủa viên 5 nữa vậy? Trời ơi, nó không nhảy. Ba lần anh em mà, đáng lẽ bạn không nhảy cho mình rồi xong đi bụi luôn. Phải thiệt chứ. Hai lần rồi thấy không ngon nha. Hai lần nhảy rồi bạn ơi. Bạn quá đáng. Trời ơi, nhảy viên 10. Cái gì viên bù? Nhảy gì mà ít vậy? Nhảy 10. Tới đây nhảy viên 10 thu rồi các bạn ơi. Thu viên 10 các anh em. Thu viên 10 các anh em. Tới đây là nhiều bạn kêu mình ép tiếp đi. Nhưng thật sự cái khúc này khi mà nó nhảy rồi thì anh em nên thu hồi lại. Tại vì thường thường nhảy thường thường lần thứ đầu tiên nó tỷ lệ xịt cao lắm nha anh em.
lưu ý nha, là cuối cùng được 1/10 rồi cũng được. Ok đấy, khi mà nó nhảy rồi quay lại đúc mấy cái phiên thường xíu để mình ghép bên cái phiên 3 này nè. Ghép bên phiên 3 mới đúc được em. Không đủ tiền để mua. Bữa hôm sau phải chuẩn bị dư 25k tí xíu. Nói chung mà chưa gì thấy hên đây. Mới hôm nay thấy cái tay mình hên đây nè. Học phiên 10 đây, chuẩn bị tiếp nào. Tiếp đi bồ ơi, bồ ơi, lên, lên. Trời ơi, không lên rồi. Lên cho tôi, lên cho tôi. Phiên 8 đó, phiên 8 là tiếp luôn em. Cứ nhảy đi, cứ nhảy từ từ, nó nhảy một bậc là cứ tiếp cho mình. Nhảy một bậc là tiếp luôn, lên này, chính. Trời ơi, gọi lên nóc nhà luôn. Cay quá nhờ. Tiếp luôn. Bít luôn, tiếp luôn em ơi. Tiếp luôn cho tôi. Không phải nào bít liên tục vậy đó. Viên 8 tiếp này, chuẩn bị. Lên 9, lên 9 cho tôi. Cứ vậy đi, cứ nhảy liên tục đấy chưa. Ủa là sao lại 8 nữa vậy. Là 2 viên 8 nữa nhờ. 2 viên 8, ủa được viên 6 chứ. Viên 6 là lên tiếp luôn. Lần này là 3-4 lần thuê được nha. Trời mít luôn, trời ơi. Mít luôn rồi, bỏ lại viên 5 cái. Nói chung tiếp được. Tiếp luôn em. Sẽ tiếp luôn. Tiếp luôn cho mình này. Phiên 8 lại tiếp tục phiên 8. Phiên 8 nhảy 9. Nhảy chỉ còn nhảy 9 thôi là cơ hội lướt rất là cao. Đó, nhảy 9 ok mà thấy không. Nhảy 9 này là cơ hội lên 5-6 lần rất là cao luôn nha. Các bạn cứ lại tới lúc nó nhảy 2 bậc cứ làm tiếp cho mình 5-6 lần rất là cao luôn. Thấy chưa, thấy không. 12 12 giờ trời ơi. Trời ơi, đẳng cấp quá. Thu hồi lại đây, ở đây nhiều bạn thế nào cũng kêu FD thôi. Thu hồi lại bạn ơi. Viên 12 cho tôi. Một viên 12, một viên 12. Chưa gì là thấy được bao nhiêu nhờ. Một viên 12 là nhiêu kim long rồi. Viên 12 là 6k rồi. Phân nửa chặng đường rồi. Phân nửa chặng đường rồi. Nhiều khi muốn một mình. Lên cho tôi. Một lên. Xịt từ từ. Nếu mà thường thường đã quên, thường thường nó nhảy bật là anh em phải mồi lại quên. Sorry, mồi lại anh em, thường thường nhảy bật nó phải mồi lại xíu. Thường nhảy bật nó phải mồi đây. Mồi 2 lần xịt rồi, lần thứ 3 lên cho tôi. Lên cho tôi, vẫn xịt luôn. Lần thứ 4 vẫn xịt, lần thứ 3 vẫn xịt là nó vô chuỗi xịt rồi anh em ơi. Xuống lại xíu anh em, nó vô chuỗi xịt rồi. Thấy không, đó là lần thứ 5 bắt đầu nó quay lại chỗ cũ này. Lên đây bạn. Lên cho tôi. Đó. Trời ơi, nó ra khí đinh 5 không ngon rồi. Nó ra 5 là thế nào nó cũng không lên. Anh em chỉ cần canh ngay lúc mà nó lên 8-9 giống nãy mình nói. Là 7 lên 8 lên 9 là tỷ lệ nó lên 10 và nhảy bật rất là cao luôn nha. Nhưng mà cái đó thấp lắm, tỷ 10% thôi. 10% đây. Khi 5 tiếp. Khi 5 thì ép nó cũng ra 5-6 nè. Nó khó lên lắm. Mà là nó xịt luôn. Tiếp tục anh em à. Đây là thiên 5 tiếp. Tiếp tục lên 5-6 nó cũng xịt nữa. Đây là tiếp tục thiên lên 5. Này rất là nhiều khi lên 5 luôn. Cứ chơi thôi. Mấy này phải chơi thôi. Đây là tiếp tục thiên 7 này. Tiếp tục chơi thôi. Mấy này không có gì phải sợ các bạn. Chơi không? Chơi sợ là phải chết. Tiếp tục quay đúc thiên 5 cái nè. Để nó lên cái cầu cái. Đây lên 5 xịt kéo quay lại cái 7 cái. Đại xịt tiếp tục luôn em. Hai lần, lần thứ 3 chắc lên. Không có tới nỗi lần thứ 3 xịt đâu. Đây lại 5 tiếp, lại 5 tiếp chơi thôi. 5 thì cứ chơi thôi. Tiếp tục lại 5 tiếp, 5 cứ chơi thôi. Đó lại 8 là bắt đầu tiếp tục vô cái cầu nha. Nhưng mà cầu này nó khó hơn. Nếu mà nó lên 9 nữa thì đẹp. Còn không thì nó mất luôn. Như thế này chơi nên không yêu có sợ. Lên 8, 9. Trời ơi, lên 6, nó về 6 thì anh em lúc này nên hủy đây anh em ơi. Nó về 6 là cái tỷ lệ lần thứ 5 nó miết nhiều lắm nên hủy nha. Hủy đi. Nó bắt đầu quay lại khi mà nó lên vậy rồi nên quay lại đúc cái 5 đi. Này 5 lên 6 là tỷ lệ nhảy cao lắm nha. Này lên 7 cái là nhảy tiếp nè. 7. Đó. Vô lụm tiền chuẩn bị. Nhảy. Lên 8 hoặc nhảy. Về 5 thấy không ngon rồi. Về 5 cũng ngon là hủy nè. Về 5 là hủy rồi. Nói về 5 là hủy rồi. Không có ngon. Mình chỉ cần mong nó vậy thôi. Để đúc cái viên 3 đi.
3 mà nó ra 1 luôn, ghê. Phải thật sự lại tiếp tục mọt trời ơi, nó cho khi lên mọt dữ vậy, lại tiếp tục mọt trời, nó cho 4 viên khí mọc luôn, trời ơi, lại tiếp tục mọt rồi biết đi anh em, cho 4 viên mọc luôn thiệt tình chứ, phải này chứ, ngày hàng mình thôi bạn, đâu phải dễ, ngày hàng mình đâu có dễ đâu, lên như bảy nơi này tính ngày mình đâu có dễ, đâu có dễ đâu bạn ơi, đâu có dễ đâu bạn ơi. Đó, viên 10, trời ơi, nhảy được một viên 10 nữa rồi. Hai viên 10 cho tôi. Ngon lành, ngon lành, nhảy viên 10 thì tất nhiên tiếp thôi. Đó, vô cầu, nào lên 9 này, lên 9 là lụm tiền nha, lên 9. Nếu mà nó lên 9 thì anh em sẽ vô được cái mà cái chuỗi thành công rất là cao, lên 9. Rồi, chuẩn bị, nhảy 12. 12, 15, 18. 12, 15, 18. Thôi, không được, phải mang găng tay mang ớt vô anh em à. Giỡn mặt anh em. Mang găng tay vô. Giỡn mặt anh em, phải mang găng tay vô cái để cho thấy cái sự may mắn thôi. Gồng lên. Anh em mình phải dùng cái tiền kỹ của Thanos anh em à, mới có thể lên được. Dòng sinh lực lên. Hai. Chuẩn bị 18, nhảy 18 nào, 17 cũng được. Nhảy 10, trời ơi, 10 vẫn còn tiếp tục rồi đấy mà. Căng quá, 10 rồi đấy mà. Trời ơi, mang lên tay vô cảm thấy sức lực mình nặng nề thật chứ. Chuẩn bị 10 lên 18, bồ ơi, chuẩn bị. Cơ hội rất là cao. 1, 2, 3. Cơ hội nhảy 18 rất là cao. 18. Ha! Trời ơi, rồi xong luôn em à. Trả lời chủ cũ em à. Hết quyền năng đặc dị rồi. Phải thiệt chứ. Xui quá không nhảy được. Nếu mà tỷ lệ nhảy là ngon nha. Nhưng mà xui thôi em. Xui thôi, đỏ đen win đi. Đỏ win đi. Xui tí thôi em ơi. Cái này ma nhiều quá. Xui tí thôi. Má lên 5-6 lượt còn ghê không? Nó còn chiên 7 luôn. Xui thôi, đỏ quýt đi nè mà, xui quá đi. Trời, 3 lần xịt luôn em, viên 8 đi. 6. Lần 6 nữa khó nhờ. Lên, 9, đó. Lại vô cầu tiếp này anh em, đó, quyền năng đặc dị của mình đâu rồi. Quyền năng đặc dị của mình đâu rồi. Thôi, bao tài đó mang vô sử dụng được một lần anh em. Chứ mà búng búng không có được nhiều đâu. Anh em mình phải dùng cái công năng đặc dị của mình thôi. Nhảy 17 cho mình. 16, 17, 15, 16, 17. Chuẩn bị. Nhảy 15, 16, 17, 15, 16, 17. Trời ơi, rồi nó nhảy luôn. Mà nó nhảy xuống vách núi đây mà. Cây thiệt nhờ. Wow. Khó quá. Toàn rồi em ơi. Hai viên nó xịt rồi. Quay lại mồi cái viên 5 cái nào. Ai ăn viên 10 cũng ngon ấy. Thương ba nhiều quá. Này cái chuỗi đang lên này em. 8 lại tiếp tục này, lại cái chuỗi này. Lên chín là phải nhảy. À, không lên chín được cây nhờ. Nó lên chín rồi. Lên 8 tiếp tục. Lên chín. Đó. Chuẩn bị.
Đây, đây, thấy chưa? Đây, 8, 7, 8, 9 đây, chuẩn bị lại tiếp tục là dùng găng tay thanh hết hay sao anh em? Không, mà phải dùng công năng đặc biệt em à. Chuẩn bị, anh em đã thấy hào quang của được rỡ chưa anh em à? Mình đã thấy hào quang của đồng tiền ở đây rồi. Chuẩn bị nhảy, chỉ cần nhảy 15 thôi, không cần nhảy 15, mình chỉ cần nhảy 16, 17 thôi, không cần nhiều. 16, 17 tiền về cho tôi. Tiền về cho tôi, không tin xịt đó. Thấy chưa? Thôi nó đưa mình vô thế khó này mà. Nó lại đưa mình vô một thế lần nữa là khí linh 10 đây mà. Phải vậy chứ, đưa mình vô cái thế khó đúng khó luôn. Hồi nãy lần lượt thứ hai luôn. Mà cái viên 10 mà up lên nữa là rất là cái tỷ lệ xịt rất là cao luôn, chỉ có 10% thôi. Đưa mình vô đúng thế khó lần thứ hai luôn á trời. Thiệt tình chứ. Phải viên gì đưa mình vô những thế khó này luôn ơi. Lấy lại viên 10 hay là quốc tiếp đây. Cái cuộc đời này phải nói là có những cái thứ mà khó lòng mà chúng mình để có thể mà gồng gánh được anh em à. Bây giờ có lẽ phải dùng thằng răng tay than ớt lần nữa. Khúc này căng quá. Có nhiều bạn khúc này có nhiều nhiều bạn hỏi mình, có nhiều bạn comment đó thì bảo là lấy cầm tiền của top ép khí linh thì ép thế nào cả được, nhưng mà các bạn không hiểu vấn đề là bất kỳ công việc nào các bạn làm, các bạn phải làm có trách nhiệm thì tất nhiên người top người ta mới tin tưởng anh em, chứ không phải là ép thì cầm ép thì ai chả ép được. Nhưng mà tất nhiên các bạn phải ép làm sao cho người ta thấy top top là thấy là mình có một cái gì đó để người ta tin tưởng, mọi người hiểu không? Nên mình phải suy nghĩ đắn đo rất là nhiều những cái khúc quan trọng như này nha. Căng quá trời luôn. Chơi luôn em, nếu mà lần thứ hai mà xịt nữa là lần sau là viên 10 là mình sẽ bỏ nha. Nếu mà lần này xịt tới viên 10 mình sẽ bỏ. Nhưng mà nếu nó lên thì mình cảm thấy còn được nha, chơi luôn, không gì phải sợ. 1 2 3 lên 11, trời ơi nó lại đưa mình vô thế khó nữa. Trời ơi, nó lại đưa vô thế khó. Oh my god, 4 lần lên 11. Phải đi. Thôi tới đây thu hồi đi nè. 11 thu hồi đi. Tại vì cái càng lên cao ấy, cái tỷ lệ S11 S lên nữa chắc chắn nó xịt cao lắm. Xịt tới 99% luôn. Thôi đừng có tham. Mình chơi tích ít ít nhưng mà mình lãi nhiều nha, ít lãi nhiều chơi luôn. 5 lên 3, hai lần lên thu hồi lại, ép viên 10 thì nó sẽ lên lên 11. Thấy chưa? Khá là hay luôn. Thu hồi lại là được hai viên 11 rồi. Tiếp tục hồi tiếp. 5 lên 6. Xịt, quay là viên 7. Quay là viên 7 nè anh em, quay là viên 7 nha. Mình đang suy nghĩ hồi nãy cái viên 11 với mình nên ép không, mà theo mình nghĩ là thu hồi đúng á. Mình đang suy nghĩ là cái viên nãy giờ mình đang ngồi mình nhớ là cái viên 11 hồi nãy mình nên ép hay không. Và thực sự là nếu mà đến bây giờ thì mình khuyên anh em là tới viên 11 đó anh em nên thu hồi hợp lý. Tại vì theo mình ép nhiều ấy, mình ép nhiều mà phiên từ viên 10 trở lên thì là rất là thấp. Ép lên viên 10 là hợp lý nha anh em, ép lên viên 10 là lãi hơi nhiều á. Đây, tới đây tới cầu tiếp 8, 8 thì lên 9. Lên 9 thì nó nhảy ra hên thôi, còn xịt thì chịu. Đây, nó tiếp tục lên 6, lên 6 thì nói chung là mất cái cầu rồi. Mất cái cầu thì lên lần thứ 3 nó dễ xịt lắm. Nên mình thu hồi lại đi nha. Đúc lại. Đúc lại. 2 lần xịt. Đúc lại lần thứ 3 này, nó xịt hơi nhiều nha. Nó xịt chắc tới 4 lần ở đây. Chuẩn bị lên cái cầu tiếp, lên cái cầu thu hồi lại cái. Nó lên cái cầu rồi. Rồi, đây, lên 5. Tới lượt viên này, cái nó xuống nha. Xuống dưới. Lên đẹp không? Đây, xịt rồi. Lên đẹp không?
à, viên xịt này. Đáng lẽ viên 8 là xịt lên. Hơi. Rồi xong luôn cuộc đời. Hiểu lẽ đang chủ xịt không có nên đưa những viên khác vô nữa anh em à. Đó, lại đưa viên 10 vô là cũng đủ tội rồi. Lên đi rồi thu hồi này, thu hồi lại chơi viên 10 nè bạn ơi. Nhảy bật cho tôi, nhảy bật cho tôi. Nhảy bật rồi xong. Rồi thế là xong, sáng sớm cà phê luôn. Mất hết viên 10 của tôi rồi, trời ơi. Mất viên 10 rồi, trời nó còn mất viên 10 nó còn không tha cho những viên 7 của mình nữa bạn ơi. Cho mình đi đừng có xịt của mình nữa. Mình chỉ còn lại mấy viên 7 làm vốn thôi. Đấy, chuẩn bị này lên 8 này. Tới đây bắt đầu lên 8 này, khả năng lên 9 cao nha, lên 9. Không lên luôn, xui quá. Lên 4, không ngồi lại. Lên 8. Đấy, tiếp tục này. Lên 9. Lên 9 thì nhảy bật khá cao. Đây. Trời ơi, nó về 6 nữa. Chơi luôn. Rồi xong, đi luôn. Viên 5 thì lên. Xịt luôn nhờ. Lên 8, đúng rồi. Phải lên 8 đi bạn ơi. 9. Phải lên 6, lên 9 cho tôi này. Tôi tin bạn lên 9, tôi tin bạn. Nhưng mà người khác lại không tin thì tình chứ. Rồi là mò mấy viên này cái đã. Bắt đầu tới cái lúc nó xịt dữ quá. Trên lúc ép viên nhỏ nó lên như gặp gió luôn nha. Ép viên nhỏ lên kinh khủng luôn. Rồi chuẩn bị lên chín thôi. Lại về 6 nữa. Về 6 là mình thấy cái lần tiếp theo nó xịn cao lắm luôn ơi. Thấy chưa? Cay nhờ. Lên 8 là ngon rồi, lên 9 nữa là vô cùng đó. Cơ hội vẫn đến lần thứ 2. Lần thứ 2 vẫn có cơ hội lên chín. Rồi xong lên nóc nhà luôn. Lên 8. Không được. Lên 8. Lên 9. Tiếp tục rồi, phải dùng tới tiền kỹ rồi. Siêu trí tuệ tiền kỹ anh em à. Là vô ngay khúc quan trọng các bạn à. Đây là khúc mà phải nói là sự căng thẳng và sự nhân phẩm làm khúc này rất là nhiều. Tại vì 9 nhảy 12 thì sẽ lời, còn 9 mà nhảy về 0 thì tất nhiên bạn sẽ lỗ. Đây, chuẩn bị. Lên. Ôi, tại sao là như vậy? Tất nhiên là như vậy rồi. Nãy giờ mất hết 20 viên ép nó bị xui nha. Nãy mấy viên đầu ép ngon lắm luôn á. Bắt đầu ép mấy viên sau đó mình tâm lý mình nó hơi bị không vững á. Chưa mấy tôi thấy viên 7 đi đâu về. Viên 5 mà tưởng ngon lên 8 này. Đó, viên 8 mà tưởng ngon lên 9 này. Đấy là vô tiệc kỹ nữa rồi. Phải dùng tiệc kỹ, đáng lẽ không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Chỉ có mình ép 3 lần thất bại trên một cùng viên khí linh thôi. Đây, chuẩn bị nào anh em. Không thể nào lần thứ tư nha bạn ơi. Bạn hãy cố gắng, phải có niềm tin, phải tập trung, bạn phải nhìn vào viên khí linh, tập trung hết cỡ luôn. Bạn truyền năng lượng vào viên khí linh này, đấy, bạn sẽ nghĩ trong đầu là nó xịn thì chắc chắn nó sẽ lên. Anh em đừng nghĩ nó lên nha. Bây giờ mình nghĩ gặp lại, đây xịn,
Xịt đi. Thấy chưa? Nghĩ trong đầu nó xịt là nó lên, mày thấy không? Quá chi tệ luôn. Bây giờ không, bây giờ nếu mà nghĩ trong đầu nó xịt là nó xịt thiệt nha, đây thu hồi lại đi đây thôi. Nói chung thuốc này 4/8 cũng cao quá rồi, thu hồi lại. Không có nên liều. Anh em mình phải có một cái điểm dừng nhất định anh em à. Liều nó không tốt đâu. Tiếp tục là anh ơi. Là anh ơi. Cảm thấy đang có nhiều lợi thế. Đó, chuẩn bị. Lên chính đi bạn, lên chính cái nè. Lên chính đi. Hơi xịt nhiều nha. Lên 8. Lên chính. Đó, chuẩn bị. Thì các bạn phải nghĩ trong đầu lần sau. Xịt đi. Trời ơi, nó xịt thiệt luôn, thiệt tình luôn á trời. Hết dùng cái biện pháp thì được rồi nè mà. Mình chỉ dùng được một lần thôi. Thiệt tình chứ xịt thiệt luôn. Nãy giờ tính ra lời ông Tăng phiên 12 hay phiên 11 là bao nhiêu rồi nhở? Để coi lời ông nhở. Chưa đánh bài xong tính tiền nó hơi dở xíu nhưng kệ đi. Phiên 12 là 12k rồi, cũng ngon nha. Cũng nãy giờ là tính ra quề vốn. Nếu mà ép thì giờ là quề vốn nha. Hồi nãy nếu đang ép lúc đầu đang lời lắm luôn ấy. Càng ép vì sao nó bị tâm lý anh em. Nên thôi. Này phía lên 5. Ép mà tết không hôi luôn anh em. Phiên 8. Phiên 9. Phiên 6. Không có chơi mấy cái bảo hiểm như vậy. Không có chơi mấy cái bảo hiểm như vậy. Muốn chơi mấy cái bảo hiểm như vậy. Có nào chạy từ 4 nhảy lên 10 cái ngồi mình cười cười luôn ha. Bên 6 này. Bên 7 này. 5 thôi dẹp đi. Dẹp mấy cái 1 lên nữa. Ô lộn, ghép và ghép phiên 2 chứ ghép phiên 3 chứ. Phiên 2 chứ phải tới đúc rồi. Đúc phiên 8 đi, thất bại. Hay là thất bại, ông nào đúc 20 rồi. Cho quán kiếm Ryan luôn, ông nào đặt cái tên theo mình dưới đây. Tu hồi, chuẩn bị. Đây là cơ hội để các bạn thấy là ông Ryan kia là fake, mình mới là thật đây anh em. 10, nhảy cho mình 18, 10 nhảy 18 hoặc là 10 nhảy về không, ok. Nhưng mà anh em tập trung suy nghĩ. Xịt đi bồ. Trời ơi, xịt thịt luôn. Trời ơi, cay nhờ. Mình nói giỡn thôi, làm thiệt nãy giờ luôn á trời. Gặp cái tên ông kiếp đỏ đen nó 10 lên 14. Mình đâu có đặt tên gì đâu mà nó đâu nó sai nhờ. Trời ơi 10. Cuộc đời là những niềm đau. 10. Mới giờ 10, nãy 10 không lên 14. Bây giờ 7 lên 10 thiệt tình chứ. Mình không có tham rồi ơi. Thôi mình không tham rồi ơi. Đừng có dụ mình, các bạn đừng có dụ mình. Đó chính cơ hội. Cơ hội đang tới, những đối với những ai có cơ hội. Không ai tắm một lần trên bờ, không ai tắm 4 lần trên một dòng sông. Đây, nãy giờ mình tắm 4 lần rồi, không thể nào lượt cái 5. Không thể nào có lượt cái 5 bạn ơi. Không thể nào phải có niềm tin. Niềm tin bây giờ không được dùng cái biện pháp là xịt nữa. Bây giờ tại vì kêu xịt, nó xịt luôn. Bây giờ mình có suy nghĩ. Suy nghĩ lên, bạn chỉ cần lên thôi. Lên thôi, lên bao nhiêu cũng được. Lên bao nhiêu cũng được. Lên bao nhiêu cũng được. Trời ơi, lên bao nhiêu cũng được mà lên cao cao tí xíu. Tình chứ đưa mình vô thấy khó nó lại đưa mình vô cái thế nè. Cái viên 10 nữa. Ngày nay là nó tỷ lệ cao thôi. Lấy viên 10 đi. Bây giờ mình, mục tiêu của mình là ai cũng nghĩ là ép lên 12, 13. Nhưng bây giờ mình thay đổi cái chiến thuật ép của mình. Ép lên 10 thôi là ngưng nha. Hợp lý không mọi người? Hợp lý nha, ép lên 10 ngưng thôi. Ép lên 10 ngưng thôi. Đó, ép lên 5. Ép lên 10 là ngưng. Chiến thuật bây giờ mình thay đổi chiến thuật để cho mình có lãi nhiều hơn tí xíu. Tám này
9 này, không lên luôn. 7 này, 10 lên 15, kiếp đó đang FG vậy. Kiếp đó đang server FG đây. Tiếp luôn quay ra mọi cái anh em. Kinh nghiệm chịt mấy chục lần nữa. Lên viên 5, lên viên 5 là lên viên 8, lên viên 8 là lên viên 8. Xịt luôn là xịt luôn. Lên viên 5 là lên viên 8. Lên viên 7 mà nó còn xịt thì nói làm gì. Nó xịt hoài nha. Á, nhảy 7 lên 12 cũng ghê thiệt chứ. Mình đã nhờ ép hoài không lên. Lên 8 rồi. Lên 9 lên 10 giận. Mình lên 10... Trời! 11 luôn vậy! Lụm thôi, mình không bao giờ đừng dụ mình. Mình 11 là mình ngưng rồi, bạn đừng dụ mình nha. Tới đây các bạn tính dụ mình, S12 đâu có dễ. Tiếp tục thôi. Lên thôi nào, cứ vậy đi. Cứ vậy đi là cảm thấy lời rồi. Lên năm là lên tâm. Lên tâm nhảy một phát thì xuống không. Lên đi, viên năm nãy giờ thấy nhiều nha. Nãy giờ mình thấy của mình viên năm hơi nhiều đây. Mình phải xả hết đống năm này nè. Viên tâm hơi nhiều. Trời, lên viên 8 luôn. Ôi không để ý nè em, 5 lên 8 mình không để ý luôn. 5 lên 8 ngon vậy. Sao lên 7 chứ bộ. Bên khác nhỉ, bên tôi là bên khác gì đó, lên 6, lên 7 đi. Đó, không lên 7 thì tiếp đi. Lại 4, trời ơi, em mình ép 8 lần luôn các bạn, chứ giỡn quá rồi. 6 này, 7 này, 7 nhảy lên 9. 4 nữa mới ghê, xuống 4 rồi không? 4 ngoài lên 9 rồi bạn. Trời, 4 nữa. Mình ép tới 8 lần luôn, bạn tin mình không? Ném tới 8 lần luôn á, trời tôi sợ bạn quá. Trời tôi sợ bạn quá, ép tới 8 lần luôn bạn ơi, sợ bạn quá à. Rồi xong mất luôn. Tất nhiên nó không sợ mình rồi bạn. Nó không sợ mình bạn ơi, nó không sợ mình em à. Nó không sợ mình. Mình sợ nó thì mà. Sao mình sao được nha. Mình sao là ngon đó. Mình sao phải lên 7 chứ không. Tới đây ép đủ mồi đủ rồi, tới phiên 7 này. Tới phiên 7 này nó xịt nhờ. 8 này, 9 này, 9 còn nhảy. Trời, thêm 6 nữa. Cái nó được không sao. Lên 9 lần này nó xịt nên lên 9 này ép nữa là xịt nha. Tại giờ mấy lần nó vậy rồi, nên rút kinh nghiệm. Phải ép tiếp. Tới phiên 9 này lên 10. Ngon lượm tiền thu hồi lại. Mà phiên 10 em tiếp phiên 7. Phiên 8. Xịt tiếp. Từ từ em có đang cuối xịt. Hai lần. Ba lần thu hồi ép viên 8. Xịt viên 8 luôn. Xịt viên 7 luôn. Nó đang gạ mình ép viên 10 anh em. Mình đâu có dễ dãi rồi bạn. Mày tính gạ mình ép viên 10 mình đâu có ngu.
nó tính đang gạ mình thấy xịt nhiều á để mình ép phim lớn á, nhưng mình thông minh lắm, phim 10 mình dừng anh em, còn không mấy phim 10 đâu, cái tỷ lệ phim 10 xịt nhiều lắm, mình ép phim thấp thôi mình sẽ lãi nhiều tí xíu hoặc là hòa vốn. Bảy nó xịt nãy giờ hơi nhiều hơn. Nãy giờ mình thấy nó xịt, bắt đầu nó xịt vô, càng ép nó càng xịt nhiều nữa. Ông sát phủ này ép cái gì mà cứ lên được 5 đến 10 oai đúng không? Đúng hơn luôn. Chuẩn bị chính cho tôi, chính cho tôi, trời ơi, chính đâu, chính ngược rồi bạn ơi, bạn ơi, tại sao ép dịch thế này, không thấy mặt trời luôn rồi, nãy giờ không thấy mặt trời luôn em, từ ép tới bắt đầu càng ép ấy, nó càng tỷ lệ càng nhanh. Nó bắt đầu vì sao nó không lên được luôn á, đừng nói chỉ mình định nói mà lên. Nam càng ép nên càng về sau nó càng không lên luôn á. Nó gạ nó ép phiên 10 á, nhưng mà mình đẹp trai đâu, mình đâu dễ, ví dụ. Trời ơi, nãy giờ tính gạ ép phiên 10 để mình xịt anh em đâu dễ. Anh em phiên 10 là dần hết cho mình. Đó, thấy không? Ép tới phiên 7 thôi mà lên 8 mình xịt nữa. Nghĩ sao mình tính dụng mình ép phiên kia đâu dễ bạn. Nãy giờ lên mà không lên 8 lên 9 luôn. Xui dữ. Lên 8 này lên 9 hoặc là nhảy cho tôi cái đi, tôi mới tin chứ. Tôi không nhảy thì tuyệt tình chứ, cay giờ. Tiếp tục lại 6 nữa. Cay quá chứ, cay luôn. Đó lên 9 ngừng lại cái. Ôi không đi, tất vụ mình không. Sao lên 7 không? Khó lắm, nói chung kèo bán kèo này khó lắm. Mình ép bên minh chính là được rồi. Tính đại lệ bây giờ mình chỉ mong mà đợi nó nhảy thôi. Nó không nhảy thì mình nhảy. Trời ăn chim bốn cũng đỡ. Giờ bạn không nhảy thì tôi nhảy thôi. Ép cái này thì một là nhảy bậc, hai là anh em nhảy cầu. Căng quá. Có nhìn bảy là ngon mà. Lập viên 7 cái là bây giờ mình kiếm lại mớ viên 7 đi. Gán kiếm lại thêm 10 viên 7 nữa để làm 4 coi. Lên 7 đi, lên 7 ngân ngay. Không cho lên 7 luôn. Quá là áp tập. Áp tập quá tập luôn, không cho mình lên 7 luôn bạn ơi. Lên 6 này cho lên 7 đi bạn ơi. Không cho lên 7 luôn, không cho lên 7 luôn. Không cho mình lên 7 luôn em mà. Không cho mình viên 7 nên ép tiếp luôn. Kiểu cứ xịt vậy mà không. Cái tỷ lệ càng ép hết cái tỷ lệ nó bắt đầu nó vô cái khu giống như bị chỉnh tỷ lệ xuống. Đấy, viên 7 tham lên viên 8 luôn chứ. Cơ sở bạn đó tham là chết.
làm mấy cái kèo cuối để coi lâu anh lãi được bao nhiêu. À, quên dừng lại chứ, ở lớp 8 cũng được, dừng lại đi. Để mình nét mình 7, 8, 9. Nên cái bộ cái đó, dừng lại cho nát 7, 8, 9 cho nó nhảy nó dễ xíu. Mời má xô dưới trời mình chính luôn, má ghét nó viên cao nó xịt khó hiểu, khó hiểu luôn á, mất hết 7, 8, 9 luôn cây. Lúc đầu ép vừa đúng lại luôn, vì sao thì nói chung tỷ lệ bắt đầu nó có một sự thay đổi nhẹ. Từ lúc lãi mà thành lỗ luôn, không tin được. Bây giờ chỉ có trời cứu thôi nha, ai cứu được, chỉ có trời cứu thôi, ai cứu được, cứu đi, cứu đi. Mời rồi, phải dùng tuyệt kỹ giang hồ, bây giờ đã tới lúc chúng mình phải tuyệt kỹ thôi. Khi lên 7, lên 12, bạn lên mà mình lên không được hay sao? Lên cho tôi, lên cho tôi, lên, lên, lên. Nhưng mà cái khó chịu gì chứ. Họ thu hồi đi. Bốn viên kia mới tính là lên tính thấy nó lên 11, ai ngờ nó không lên được, căng quá. Thu hồi à. Thu hồi lại đi. Rồi nhảy kìa. Bốn nhảy lên 7 tự nhiên đi luôn. Trời ơi, là giờ nếu viên 7 là nó nhảy rồi. Tại sao mình không được nhảy bạn ơi. Tại sao không được nhảy luôn nè. Ui quá thì này, mấy gì giờ này ghép cho lại là xíu. Nếu tỷ lệ nó không có nhảy ngon như đúc, mình lấy nó đúc ngon hơn. Phiên 5-6 lần nữa là chuẩn bị vô cầu nha. Vô cầu là vô nhảy cầu đây mà. Đến 20k Kim Long là hồi nãy lúc đầu là ép lãi nha. Lúc đầu là lãi thấy ngon lành luôn, còn 90 phiên. Càng ép về sau với tinh thần chúng mình nó bị hoảng loạn nè. Hoảng loạn đây. Ép xịt quá. Giáo án này, giáo án chỉ được lúc đầu thôi đây mà. Các bạn nên chỉ làm theo giáo án lúc đầu thôi nha. Khúc giữa anh em tự làm đi anh em ơi. Phải giáo án toàn luôn rồi.
Go. Không bao giờ nó xịt xịt kinh khủng, xịt sáu mà nó xịt giống như mưa thôi. Sáu mà nó xịt giống như năm bốn coi được. Có nghĩa là sao, thường thường sao cái đợt mà khi mà nó nhảy á là anh em úp lại nó bị xịt nhiều xíu. 8 này lên 9 vô cầu rồi, cơ hội chỉ có một, không ai tắm 5 lần trên một dòng sông nha. Nãy giờ mình tắm 5 lần rồi, không thể nào có lần thứ 6 bạn à. Mình không tin được lần thứ 6. Lần thứ 6 là xào thứ lứng nha. Rồi muốn sao tùy bạn. Rồi xong thiệt luôn, lần thứ 6 luôn. Đúng là một người tắm 6 lần dùng dòng sông thiệt chứ. Khó hiểu. Mất cảm giác luôn rồi. Giờ mất cảm giác là thất bại anh em ơi. Giờ chỉ cảm giác là thua rồi. Mình đang thua mà cho khí linh 5 giống như cho mình cho tức chọc tức mình nữa anh em. Cho 5 chọc tức mình hay sao mà ơi. Tám cơ hội, chín đi. Rồi, không ai tắm 7 lần trên một dòng sông anh em à. Lần này lần thứ 7 và không ai tắm 7 lần trên một dòng sông. 7, 7, 4, 9. Nói không phải. Thôi mà đừng làm mình bất cờ lên. Thật chứ, để tập trung năng lượng thôi. Em nghĩ luôn á, bạn phải cho mình một cái gì đó để người ta xem video, người ta thấy là đẳng cấp mình ở đâu nha. Chứ nãy giờ tắm 7 lần rồi đây. Lần này lần thứ 7 này, không ai tắm 7 lần dòng sông. Chuẩn bị. Lên 10 là chơi luôn. Rồi xong, chơi luôn, rồi xong, thấy luôn. Đúng là 7 lần dòng sông thiệt chứ. Đây, mình còn 2 viên. Không ai tắm 8 lần dòng sông. Rồi xong 8 lần rồi, lần cuối cùng luôn là cái 9 luôn. Rồi, 9 lần luôn cho bạn lên luôn, lên nóc nhà luôn. Rồi xong, cuối cùng xong. 4 viên 10, 3 viên 11, 1 viên 12 tính tiền. Để tính tiền có được bao nhiêu? 4 viên 10 là 4 là 6k. 4 viên 10 là 6k. 4 viên 10 là 6k đúng không? Viên 12. Viên 11 3 viên, 3 viên là 9k hơn quá, 6 9 15. Trời ơi, lời được 1k đấy mà. Hên quá. 4 x 10 là 4 x 10 ổn đúng không? 4 viên 10 là 6k. 6k cái này 3 x 3 là 9k, 69 là 15. 15 cộng 6k nó 21k kim long. Lãi được 1k kim long anh em mà. Nói chung cũng được. Mặc dù mình phải tắm 8 lần nhưng mà mình lãi được 1k kim long nó cũng rất là xứng đáng, tại vì 1k cũng là lãi anh em. Hên quá. Tắm 8 lần và lãi được 1k kim long thì mình xin kết thúc giao bán. Tắm 8 lần và lãi 1k kim long ở đây. Thì ở trong video sau thì anh Tết là cần em đúc khi linh. Mà nói chung thì có kinh nghiệm rất là nhiều rồi. Thì anh em cần mình đúc thì cứ liên hệ mình. Thì nói chung lỗ thì sẽ không thể nào lỗ nhiều đâu. Lỗ thì bèo lắm 20k, lỗ cao lắm là 10k thôi. Còn lãi thì anh em sẽ lãi rất là nhiều. Nếu mà video này mà mình ép, nếu mà chơi tới cùng luôn. Có mấy group mà 10, 11 ấy, mình chơi tới cùng mới có khi lãi tới 20-30k luôn nha. Nhưng mình chơi vị trí an toàn là từ hòa tới lết thì nó ok hơn. Thì mình xin kết thúc video đây. Để anh em thấy video mình hay quá đừng quên like, subscribe, cảm ơn nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại trong video kỳ sau. Chào mọi người.